mày này. À, hôi miệng chưa, hôi miệng chưa. Hôi miệng chưa. Đổ chút lên luôn rồi. Hôi miệng chưa hả con? Đổ. Đồ. Trời ơi, nó cầm cờ lại còn đội. Nó phải đội nó lại còn cầm cờ đó chứ. Không hiểu là thành ra cái gì nữa. Nó cầm cờ lại còn đội cả nón. Nó còn đội cả nón đó. Ăn đi này. Oh.
Đâu? Đây, đâu có thể thấy money now. Vậy là chúng ta đã xong tập đầu tiên của Plan vs Zombie phiên bản LS. Không biết tập 2 sẽ có gì mới, chúng ta cùng xem nhé. Cảm ơn quý vị đã xem video của mình. Hẹn gặp lại quý vị ở tập 2 nha. Bye bye.